Chào mừng các bạn nha, đang đến với kênh của mình. Và các bạn ơi, hôm nay nhân dịp lên thăm mộ của nghệ sĩ Anh Vũ nhân 100 ngày á, thì mình cũng quay giúp các bạn xem. Thấy ngôi mộ của anh Vũ lúc 50 ngày thì ở đằng trước thì không có cái cây này, nhưng giờ đây cái cây này nó mọc sum suê rồi này. Đó. Đây, cho các bạn thấy. Ngôi mộ của anh Vũ rất là khang trang. Mình hình như cũng thấy là có người đã đến đây thắp nhang cho anh Vũ đem trái cây rồi nè. Cái bông sen là cái máy nghe kinh kệ đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.